Với 58 ca mắc mới ghi nhận vào ngày hôm qua, ngày 13 tháng 8, đến nay, Đà Nẵng đã có 1.609 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, hiện đã có 52 trên 56 xã phường ghi nhận có ca mắc COVID-19. Riêng chuỗi lây nhiễm phát sinh từ cảng cá Thọ Quang đến nay đã có tổng cộng 959 trường hợp mắc bệnh và vẫn đang có nguy cơ rất cao tiếp tục phát sinh các ca bệnh trong những ngày tới. Chuỗi lây nhiễm mới phát sinh từ chợ đầu mối Hòa Cường có nguy cơ rất cao và hiện cũng có 27 trường hợp mắc tại các địa phương. Từ ngày 10 tháng 7 cho đến nay, thì toàn thành phố đã ghi nhận 379 điểm nóng dịch tễ, trong đó đã gỡ phong tỏa 152 điểm và hiện còn 227 điểm nóng đang được phong tỏa.